Mình tên là Minh Trang, 29 tuổi, hiện nay đang là giáo viên dạy nhạc cho các bé thiếu nhi. Cách đây 2 năm thì mình bắt đầu hiểu được giá trị yoga mang lại cho bản thân mình như thế nào. Từ thời điểm đó mình quyết định mình theo đuổi và mình luyện tập yoga mỗi ngày. Yoga giúp được thân với tâm mình liên kết với nhau, giữ được cân bằng, giúp cho mình kiểm soát được hơi thở, mình lắng nghe được bản thân của mình sâu hơn, mình hiểu được cơ thể của mình nhiều hơn. Mỗi ngày khỏe mạnh hơn, dẻo dai hơn, sức bền của mình cũng tốt hơn. Trang chia sẻ với lại mọi người bằng cách là Trang chụp những tấm hình đó và Trang up lên mạng. Nhờ những tấm hình như vậy thì Trang cũng lôi kéo được hơn khoảng 5 bạn đi tập yoga rồi. Lý do tại sao Trang lại chọn Cali để mà nơi mình tập luyện mà không phải là những câu lạc bộ khác? Vì khi mà Trang đến Cali, Trang cảm nhận được tất cả những cái bạn nhân viên ở đây hỗ trợ Trang rất là nhiệt tình. Vừa đến cổng thì các bạn đã chào, hỗ trợ cho Trang lấy khăn, lấy nước, lấy số. Nói chung là Trang cảm thấy được rất là thoải mái khi mà đến Cali, giống như là nhà mình vậy. Ông xã của Trang cũng đã thử tham gia bộ môn yoga này và bây giờ ông xã của Trang cũng đã bắt đầu nghiện yoga mỗi ngày. Cứ đến giờ tập là anh lại sắp xếp hết tất cả công việc. Và đến giờ này mình sẽ phải đến phòng tập rồi. Anh tập được khoảng 2 tháng nay thì anh đã xuống được 5kg rồi. Cho nên là nếu mà những ai quan tâm đến sức khỏe, những ai quan tâm đến cân nặng của mình, hoặc là về những cái điều mà giúp cho tâm trí của mình được sáng suốt hơn để giải quyết công việc tốt, thì nên thử bộ môn yoga.